Rất vui được chào đón quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn đến với kênh Tướng Số Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, gửi tới quý vị những lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc, tài lộc và thành công. Quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn thân mến, chọn đất làm nhà, trổ cửa, chọn hướng nhà tựa vào núi, nhìn ra sông là những điều mà các bậc vua chúa rất xem trọng. Trong xã hội hiện đại, khoa học về nhà ở trở thành môn khoa học hoàn mỹ, phù hợp với nhu cầu của nhiều người cho nhu cầu thuận tiện thoải mái, nâng cao chất lượng cuộc sống. Xem phong thủy xây dựng nhà cửa là điều bất cứ ai có ý định làm nhà đều quan tâm. Hiện có nhiều người, nhiều công ty coi trọng việc ứng dụng phong thủy để thu lộc, phát tài. Vậy hiểu đúng về phong thủy như thế nào để tránh bị lừa gạt, bị xem là mê tín dị đoan? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm, và chỉ những người không có khái niệm cơ bản mới không hiểu đúng về phong thủy và cho rằng đó chỉ là việc mê tín, không có cơ sở khoa học mà thôi. Để tránh đánh giá chủ quan, Tướng Số Tử Vi mời quý vị tham khảo nội dung đặc biệt ngày hôm nay. Hiểu đúng về phong thủy như thế nào để tránh bị lừa gạt, bị xem là mê tín dị đoan. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình, rất mong quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn lần đầu tiên đến với kênh Tướng Số Tử Vi, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới để liên tục cập nhật những video mới nhất, đặc sắc, ý nghĩa nhất về các nội dung tử vi, tướng số, phong thủy, Phật pháp ứng dụng, rồi những thông điệp khoa học, ý nghĩa của cuộc sống. Sau đây, mời quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn đến với nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Để hiểu đúng về phong thủy, tránh bị lừa gạt, bị xem là mê tín dị đoan, trước hết, quý vị phải hiểu nguồn gốc của phong thủy. Tại Trung Quốc, thuật phong thủy thịnh hành lâu đời nhất và có ảnh hưởng quyết định đến những trường phái địa lý, phong thủy các nước khác. Trước đây, phong thủy là học thuyết lưu truyền bí ẩn trong giới tri thức, uyên thâm, phục vụ cho tầng lớp, vương tôn, quý tộc. Sau trở nên thịnh hành trong giới thương gia giàu có nhằm đem đến tài lộc dồi dào. Kể từ hơn 2.500 năm trước cho đến thế kỷ thứ 21, phong thủy không những tồn tại và cùng xã hội phát triển còn lan rộng tới mọi người, mọi vùng miền và các tầng lớp xã hội. Thậm chí nó còn hòa trộn vào tập tục địa phương một số nơi để hóa thân thành phong tục văn hóa cổ truyền. Phương Đông chúng ta giáp với một số nước nằm trên ngưỡng cửa lục địa Á Âu nên cũng có nét tương đồng về quan niệm phong thủy. Ví dụ như Hy Lạp cổ đại có cuốn sách Bàn về gió, nước và hoàn cảnh. Cuốn sách này đưa ra một số quy định về quan hệ, tác động lẫn nhau giữa con người, xã hội và hoàn cảnh sống. Ví dụ như bệnh tật của cư dân thành thị liên quan tới vị trí nhà ở và hướng gió, nguồn nước và chất lượng nước quyết định tới sức khỏe con người. Cư dân ở vùng nóng bức, ẩm thấp sẽ sinh lười nhác, không thích các hoạt động mạnh mẽ. Cư dân ở vùng mưa nhiều, khí hậu biến đổi thì cần cù, dũng cảm, nóng nảy. Cư dân ở vùng khô cằn, hình thể gầy yếu, tính tình, cố chấp. Ngày nay, khá nhiều thầy phong thủy theo nhiều trường phái khác nhau, mỗi người một ý kiến khác nhau, khiến chúng ta không khỏi hoang mang về nhiều dị bản khó có thể kiểm chứng. Thực tế, thuật phong thủy phát triển thành hai nhánh lớn. Phong thủy dương trạch trở nên phổ biến vì gần gũi và dễ cảm nhận hơn. Việc chọn lựa thiết kế phong thủy dương trạch đem đến sự thư thái, an lành và cả tài lộc cho gia chủ. Yếu tố hài hòa trong đất, nước, gió và không khí được ứng dụng nhiều trong thiết kế hiện đại và kiến trúc cung đình, đình làng. Phong thủy âm trạch vốn được sử dụng cho vua chúa để đảm bảo sự trường tồn của triều đại. Rất ít nhà phong thủy muốn truyền đạt kiến thức phong thủy âm trạch vì bộ môn này phức tạp và còn nhiều bí ẩn. Bạn có biết video thần tài hoan hỉ ban phát vàng bạc đầy nhà khi đặt bảo vật phong thủy này cạnh két sắt không? Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi, bạn nhớ đón xem nhé. Quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn đang theo dõi, tìm hiểu đúng về phong thủy để tránh bị lừa gạt, bị cho là mê tín dị đoan. Và để đến với nội dung tiếp theo của chương trình, rất mong quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn chưa đăng ký kênh, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới.
Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tìm hiểu. Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo của Hiểu đúng về phong thủy, tránh bị lừa gạt, bị xem là mê tín dị đoan. Phong thủy là kiến thức không đơn giản. Thực tế là những nhu cầu kiến thức về phong thủy không giản đơn chút nào. Vì thế, hiểu đúng về phong thủy để chúng ta biết rằng có khá nhiều trường phái và không nên vội vàng khẳng định rằng ai đúng, ai sai. Trước tiên, để trở thành bậc thầy phong thủy, cần rất nhiều thời gian nghiên cứu, học tập, phải đọc nhiều sách, kể cả các loại sách quý hiếm, tư liệu lịch sử, truyền thuyết kinh điển. Như cuốn Cẩm nang phong thủy giải nghĩa giới thiệu, bước đầu học địa lý, phải phân biệt được âm dương, tam hợp, song sơn, ngũ hành, sinh vượng, tứ tuyệt, rồi sau mới đến bát quái, long mạch, núi, địa hình, rồi tất cả những điều ấy đem ra thực hành cho cả người sống và người chết. Khi nhập môn xong, các thầy địa thực tập lại phải hiểu được những khái niệm thông thường nhất của nghề như khí, tứ tượng, gồm thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm, vận dụng vào địa hình xem tốt xấu, lành dữ. Bát quái sinh ra từ thuyết âm dương, quy định ứng vào các vùng đất khác nhau để xác định phương vị. Hình thế đất chủ yếu dùng để quan sát núi gồm có 5 thế rồng của 5 hướng, rồi lại căn cứ vào hình dáng, tư thế chia ra thành 9 rồng như rồng quay đầu, rồng bay, rồng nằm, vân vân. Mỗi thầy phong thủy đều có một bí quyết riêng, không ai giống ai, để khẳng định mình giỏi hơn hết thảy. Chính vì vậy, trên cùng một dụng cụ nhưng các thầy có thể phán hoàn toàn khác nhau và ai cũng cho là mình đúng, còn các thầy khác là sai. Tất cả sách vở, kiến thức phương pháp, bí quyết về phong thủy của các thầy địa tóm lại nhằm đến một mục đích cuối cùng là chọn đất, nhà ở cho người sống, dương trạch, và chọn đất mộ, huyệt cho người chết, âm trạch. Về nguyên tắc chung thì các triết gia cổ đều chung ý kiến là nhà ở phải hòa hợp với thiên nhiên, kề núi sông, đất đai màu mỡ và móng nhà không lún. Trên cơ sở thực tế, những kiêng kỵ về khí mạch của tướng địa như không làm nhà trên sườn núi hoặc phía thung lũng, tránh lũ quét hoặc sét đánh, nhà không được làm trên giếng cũ, đề phòng ẩm thấp và khí độc, nhà không được làm ở ngã ba đường, có thể nguy hiểm vì phương tiện giao thông. Với quan niệm dương sao âm vậy, nên nơi an táng tổ tiên ông bà, cha mẹ cũng phải đàng hoàng, đẹp đẽ. Trước hết là chứng minh chữ hiếu, sau rồi ước muốn các cụ phù hộ cho hậu bối ăn nên làm ra, công thành danh toại. Chính vì tính thiêng liêng và tác dụng dài lâu này nên thuật phong thủy coi trọng âm trạch hơn dương trạch. Quan niệm chôn cất cũng là biểu hiện của nghi lễ, nên mộ còn nhiều tên gọi khác nhau và thường do các pháp sư hay táng sư chủ trì nghi lễ, gọi là phần mộ vì nó liên quan cả đến địa điểm chôn cất nữa. Hiểu đúng về phong thủy, chúng ta sẽ thấy chúng vô cùng phức tạp. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không đủ hiểu để áp dụng những thuật phong thủy cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là áp dụng cuộc sống hàng ngày như luôn dọn dẹp nhà cửa, các góc trong nhà sạch sẽ, thoáng đãng. Quý vị buôn bán bất động sản hay có dự định bán nhà cũ đổi sang nhà mới, đừng quên tham khảo video Bí quyết phong thủy bán nhà nhanh, thu tiền đẹp, video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đang theo dõi, hiểu đúng về phong thủy để tránh bị lừa gạt, bị xem là mê tín dị đoan. Và để tiếp tục đến với những nội dung ý nghĩa sau đây, mời quý vị lần đầu tiên đến với kênh Tướng Số Tử Vi, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị cũng đừng quên hoan hỉ nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung ý nghĩa tiếp theo của Hiểu đúng về phong thủy để tránh bị lừa gạt, xem là mê tín dị đoan. Nội dung tiếp theo mà quý vị cần quan tâm đó chính là phong thủy không phải là một bộ môn bí hiểm thần kỳ. Vì không phải ai cũng đủ kiến thức để hiểu đúng về phong thủy một cách sâu sắc và chuyên sâu, nên chúng ta thường tưởng rằng chúng thần bí hay mang màu sắc tâm linh. Phong thủy mà hiện nay nhiều người nhận thức
thường khiến họ liên tưởng đến một dạng thức phi vật chất hay phản khoa học. Thực tế là không phải một bộ môn bí hiểm thần kỳ, càng không phải là loại tri thức cao siêu, chỉ được chân truyền riêng cho các thầy địa lý như họ đã và đang khuếch khoác, bịp bợm để kiếm sống. Khoa học phong thủy chỉ ra rằng con người và dòng chảy năng lượng trong tự nhiên có mối quan hệ tương quan lẫn nhau. Chính vì thế, hiểu và nắm bắt được quy luật và quá trình chuyển động của phong thủy, con người có thể tác động đến để duy trì những ảnh hưởng tích cực và hóa giải những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố này lên cuộc sống của mình. Nhờ đó mà bớt đi căng thẳng, tập trung năng lượng tích cực để nâng cao chất lượng cuộc sống. Khoa học phong thủy tin rằng các vật thể với chất liệu, kích thước và vị trí phù hợp sẽ cho phép không gian trong đó hấp thu, vận chuyển tốt dòng năng lượng tự nhiên của trái đất. Trên thực tế, phong thủy từ trước đến nay luôn gắn liền với môi trường tự nhiên, dựa theo quy luật vận động của tự nhiên, của trời đất vũ trụ để duy trì cân bằng hệ sinh thái. Chính vì thế, từ việc bố trí không gian làm việc cho đến việc treo tranh ảnh, đặt để các vật phẩm bố trí, cây xanh ở nơi làm việc, trang trí thường rất được chú trọng với nhiều quy tắc cụ thể tuân theo phong thủy. Tuy nhiên, phong thủy trong kinh doanh không chỉ thể hiện qua việc sắp đặt, bố trí nơi làm việc mà còn thể hiện ở mối tương quan giữa con người và con người. Quan hệ tương sinh, tương khắc dựa trên ngũ hành cũng được áp dụng trong việc tìm kiếm cộng sự, những người cùng hợp tác trong công việc. Tuy việc tìm tòi, nghiên cứu phong thủy là một cách để dẫn dắt năng lượng điện của môi trường tự nhiên, nhưng chỉ có một cách duy nhất, đó chính là lấy từ tự nhiên và dùng trong tự nhiên. Đương nhiên, cho dù áp dụng phong thủy như thế nào, thì điều quan trọng nhất vẫn là mang lại cảm giác thoải mái, tự tại, tin tưởng vào trực giác của bản thân mới là vương đạo, không có ai hiểu căn nhà của bạn hơn chính bạn. Khái quát lại, thuật phong thủy là một hiện tượng văn hóa xã hội tồn tại khá dai dẳng. Nếu phân tích kỹ, gạt bỏ những thủ pháp, nghi lễ, hình thức mê tín hay bảo thủ câu nệ thì vẫn còn những kinh nghiệm dân gian đáng học hỏi, phục vụ cho việc xây dựng nhà ở thuần túy. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn, hãy nhớ xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp phát trên kênh Tướng Số Tử Vi vào 17:30 mỗi ngày để nắm bắt những điều may mắn, đón lành, tránh dữ nhé. Vừa rồi quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đã theo dõi nội dung hiểu đúng về phong thủy để tránh bị lừa gạt, bị xem là mê tín dị đoan. Và để tiếp tục cập nhật những video mới nhất, đặc sắc, ý nghĩa nhất từ chương trình, rất mong quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn chưa đăng ký kênh, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Và nếu như có ý kiến băn khoăn thắc mắc điều gì, quý vị hãy để lại tin nhắn ở phía dưới video phần bình luận để ban biên tập của chương trình sẽ phản hồi với quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đã đồng hành cùng kênh Tướng Số Tử Vi. Chúc quý vị những tháng ngày thật nhiều may mắn, hạnh phúc, tài lộc và bình an.